công nghệ làm nóng, lạnh nước hiện đại mang đến sự tiện lợi và nhanh chóng. Cây nước nóng lạnh Kumisai KMSX9 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời trong những ngày hè oi bức hay mùa đông buốt giá. Điện máy phát xin kính chào anh chị. Ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến anh chị một cây nước nóng Kumisai KMSX9 được rất nhiều khách hàng tin yêu và sử dụng. Và ngay bây giờ hãy cùng Hoàng Ngọc tìm hiểu em nó nhé. Kiểu dáng tối giản, ga màu trắng nhã nhặn, thiết kế hiện đại phù hợp cho mọi không gian, nhà hàng, văn phòng, khách sạn, nhà ở. Trang bị màn hình hiển thị các chế độ nóng lạnh, chế độ ngoài cùng sẽ hiển thị màu đỏ nếu bình hết nước. Máy có 3 chế độ nước, nóng, ấm, lạnh, tương ứng với các vòi màu đỏ, trắng, xanh, rất dễ phân biệt. Tốc độ làm nóng là 5 lít/giờ với công suất là 420W. Với nhiệt độ mặc định là ở mức 90 độ C, anh chị hoàn toàn có thể pha sữa, pha trà, pha mì tôm hay là pha cà phê. Giải nhiệt ngày hè với vòi nước lạnh ở mức 8 đến 12 độ C, với tốc độ làm mát là 0,8 lít/giờ, công suất là 35W. Chỉ với một nút ấn là chúng ta sẽ có ngay một ly nước mà mình mong muốn. Siêu nhanh, siêu tiện lợi. Bên cạnh đó thì còn có cửa đóng và khay hứng nước đảm bảo vệ sinh. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, mẫu này thì được làm bằng nhựa PP và nhựa APS cao cấp, bền bỉ chống va đập. Điện áp cây nóng lạnh dùng là 110V hoặc 220V nên rất tiện lợi khi sử dụng. Phần dưới là khoang chứa bình nước, rất dễ tháo lắp nên phụ nữ hoàn toàn có thể làm được. Hoàng Ngọc tin rằng cây nóng lạnh Kumisai KMSX9 này sẽ là một người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi gia đình. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Anh chị đừng quên ấn nút like cũng như nút subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.